từ từ nó mát rồi. Quảng cáo luôn, mới anh đầu tư ngay. Mới anh tốc độ nhanh quá. Đấy, nghe cái máy đấy, nghe cái máy bà đầu. Nhanh lắm anh ơi. In như quảng cáo. In này là chế độ in giống như quảng cáo. Quảng cáo in kiểu này là mát to đi chang. Vẫn dây liên tục. Này nó đầu tư rồi nó chạy 3 bát không. Bát là nó lắp. Nó lắp được. Động cơ có trọng hơn nhẹ. Động cơ êm quá. Con này chạy êm giống như kiểu ép sân. Cơ hấp sân đã không bằng này. Cơ hấp sân ngủ nhiều. Nên phải có mạch cuốn, 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 cuốn. Nhanh như cái quảng cáo.